kế dùng cây dọa khỉ, liệu Tô Lâm có chạm 7 phúc, dằn mặt Ba Dũng hay không? Những ngày gần đây có thông tin cho rằng Nguyễn Tấn Dũng nổi dậy để khôi phục quyền lực bằng cách kết nối với Phạm Minh Chính nhằm đối đầu với Tô Lâm. Và cũng có thông tin cho biết Tô Lâm có thể sẽ hồi tố Nguyễn Xuân Phúc theo di nguyện của ông Nguyễn Phú Trọng. Cả Bảy Phúc và Ba Dũng đều là những quan chức đã về hưu, so với những quan chức tứ trụ còn tại vị, thì hai người này không còn quyền lực, không còn chỗ dựa để đối đầu. Họ cần phải tránh xa quan trường hiểm ác để khỏi phải mang nhục cho quãng đời còn lại. Trước khi ông Trọng qua đời, Tô Lâm đã banh nha cho khui lại vụ Siputra mà ông Trọng dính líu vào thời còn làm bí thư thành ủy tại Hà Nội. Đây được xem là vũ khí mà Tô Lâm chuẩn bị để hạ bệ tổng bí thư tham quyền cố vị. Tuy nhiên, may cho ông Trọng là ông chết kịp lúc để mà vụ án này không bị khui thêm, nếu không Tổng Trọng sẽ mang vết nhơ này mãi mãi. Mặc dù ông Tô Lâm chưa thực sự dùng đến thanh kiếm hồi tố để đánh cho thân bại danh liệt những bô lão cứng đầu, nhưng rõ ràng ông đã thể hiện đó là một thứ vũ khí lợi hại mà ông có thể đem ra dùng bất cứ lúc nào và áp đặt với bất cứ ai. Đặc biệt là với những quan chức đã về hưu trước đây được xem là hạ cánh an toàn, thì nay không thể nào miễn nhiễm với loại vũ khí này của Tô Lâm. Việc ông Ba Dũng xuất hiện trở lại sau khi ông Trọng qua đời nhằm mục đích gì là câu hỏi cần phải giải đáp. Ông Dũng muốn liên kết với ông Chính để chiến đấu với Tô Lâm hay ông muốn vận động các thế lực kết nối làm lại, làm nơi nương tựa mới cho ông Nguyễn Thanh Nghị? Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu Ba Dũng muốn tham gia vào trận thư hùng Tô Lâm Phạm Minh Chính thì đó là cách làm thiếu sáng suốt. Không khéo cả Nguyễn Thanh Nghị và Ba Dũng trở thành nạn nhân của Tô Lâm trước khi Phạm Minh Chính ngã ngựa. Còn nếu muốn tách Nghị ra khỏi quỹ đạo của ông Chính thì đấy mới là hành động thức thời, biết tiến thoái lưỡng nan đúng lúc. Vẫn chưa rõ ông Ba Dũng có ý định nào, nếu ông muốn chiến với thế lực Hưng Yên thì ắt hẳn Tô Lâm sẽ có đòn đáp trả. Và khi đó hồi tố sẽ là công cụ mà Tô Lâm sẽ đem ra để dùng, để đánh cho Ba Dũng thân bại danh liệt. Một nguồn tin nội bộ cho biết theo đó, trước khi lâm chung, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm Tô Lâm xử lý Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đây là sự thật thì chưa chắc Tô Lâm đã thực hiện, bởi Tô Lâm chỉ làm những gì có lợi cho ông ta mà thôi, còn thực hiện theo di nguyện của người khác, Tô Lâm không quan tâm, cũng không có thời gian và tâm trí để mà quan tâm. So sánh quyền lực ngầm của hai cựu thủ tướng đã về hưu là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc thì rõ ràng quyền lực ngầm của Ba Dũng mạnh hơn rất nhiều. Ba Dũng cũng đang định hướng sự nghiệp chính trị cho con trai. Nếu ông ta cần ra mặt để kết nối, tạo dựng sự hậu thuẫn cho con trai. Hơn nữa, Ba Dũng có mối quan hệ thân thiết với ông Chính, không như Bảy Phúc đang chờ vờ một mình. Đối với Tô Lâm thì việc triệt hạ ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ dễ hơn triệt hạ ông Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều. Dù sao, Ba Dũng cũng đang gần gũi Phạm Minh Chính. Nếu đánh vào Nguyễn Tấn Dũng thì có thể sẽ bứt dây động rừng. Nếu Tô Lâm có quẳng 7 phúc vào lò thì đấy cũng là cách mà ông ta dằn mặt Ba Dũng, chứ không phải là làm theo di nguyện. Bởi khi cựu chủ tịch nước được đưa vào lò, Tô Lâm đã gửi một thông điệp đến rất nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang. Đây gọi là kế dùng cây dọa khỉ, sẽ khiến nhiều kẻ thù của Tô Lâm biết sợ mà rút. Dưới bàn tay của Tô Lâm sẽ không có quan chức, cựu quan chức nào còn an toàn, đặc biệt là các bô lão đã về hưu mà còn muốn lo chuyện vào đồng thì rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin kế dùng cây dọa khỉ, liệu Tô Lâm có chạm 7 phúc, dằn mặt Ba Dũng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Ba Dũng tái xuất giang hồ, thúc Nghị húc đầu vào Tô Lâm hay kéo Nghị rời xa Thủ tướng Chính? Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi, ông Nguyễn Tấn Dũng như chuốt bỏ được một gánh nặng. Còn Nguyễn Phú Trọng là
Nguyễn Tân Dũng còn án treo. Chỉ cần ông Dũng ra mặt thì ông Trọng sẽ tấn công. Giờ là lúc ông Nguyễn Tân Dũng dùng hết những vốn liếng mấy chục năm nay làm chính trị để mà ra mặt thiết lập thế trận mới. Hiện nay ông Dũng đã không còn quyền lực, ông chỉ có thể tận dụng những mối quan hệ cũ, mục đích là kết nối họ với Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết. Trước đây, phe miền Nam có hai nhóm lợi ích, đấy là nhóm Nguyễn Tân Dũng và nhóm Lê Thanh Hải. Vì bàn tay sắt của ông Trọng mà cả hai nhóm này đều bị đá văng ra khỏi vũ đài chính trị. Vì miền Nam không còn nhóm nào mạnh nên Trương Tấn Sang phải kết nối với nhóm Hà Tĩnh để tìm kiếm sự hậu thuẫn cho con ông sau này. Giờ đây Nguyễn Tân Dũng cũng không ngoại lệ. Ông ra mặt kết nối với các thế lực chính trị đương chức để tìm kiếm sự hậu thuẫn cho Nguyễn Thanh Nghị. Lẽ ra Nguyễn Thanh Nghị đã có chỗ dựa vững chắc là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng này ông Chính đang một Tô Lâm chiếu cố. Từ đây đến đại hội lần thứ 14 và hứa hẹn trận kịch chiến giữa ông Chủ tịch nước kiêm quyền Tổng Bí thư với ông Thủ tướng đương nhiệm. Thế lực của Tô Lâm rất mạnh, còn thế lực của Phạm Minh Chính vẫn là một ẩn số. Cuối năm 2020, Nguyễn Tân Dũng đã đặt cược vào Phạm Minh Chính và lúc đó ông Dũng đã thắng. Ông Chính đã thắng Vương Đình Huệ để nắm chức Thủ tướng. Từ đó, Nghị được Chính vớt từ Thứ trưởng lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nếu không có sự nâng đỡ của Phạm Minh Chính, có lẽ Nguyễn Thanh Nghị đã bị đì ở ghế Thứ trưởng rồi sau đó có thể vào lò. Lần trước, ông Chính đối đầu với Vương Đình Huệ, cửa thắng của ông Chính là hơn 50%. Nhưng bây giờ, đối đầu với Tô Lâm, thì cửa thắng của ông Chính chỉ là dưới 50%, rất xa. Ngay ban bí thư mà ông Trọng thiết lập với rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị mà vẫn không thể cản được bước của Tô Lâm, thì liệu cửa thắng của Phạm Minh Chính là bao nhiêu khi phải đối đầu với Tô Lâm đây? Lâu nay Nguyễn Thanh Nghị vẫn nấp dưới cái ô của Phạm Minh Chính, sắp tới lại là trận thư hùng không thể tránh giữa Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Nếu ông Nguyễn Tân Dũng muốn Nguyễn Thanh Nghị vẫn gắn chặt với các ông Chính, thì rõ ràng đây là canh bạc vô cùng mạo hiểm. Khi Tô Lâm tấn công Phạm Minh Chính, thì Tô Lâm sẽ tấn công vào thuộc hạ của những người xung quanh ông Chính trước. Liệu Nguyễn Thanh Nghị có đỡ nổi đòn đánh của Tô Lâm khi mà Nghị chỉ là một ủy viên Trung ương Đảng? Ngay cả Phạm Minh Chính cũng không dễ để đối đầu với Tô Lâm, nói gì đến Nguyễn Thanh Nghị nhỏ bé đây. Có tin đồn rằng ông Nguyễn Tân Dũng tái xuất giang hồ là để kết nối với Phạm Minh Chính thành thế lực mạnh trên chính trường, đối đầu với Tô Lâm. Nếu đây là ý định của ông Ba Dũng thì rõ ràng đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Bản thân ông Dũng có đầy vết chàm khi ông còn là thủ tướng và Nguyễn Thanh Nghị cũng dính vết chàm sai phạm đất đai ở Kiên Giang vào những năm 2020. Chỉ cần Tô Lâm cho hồi tố thì cha con cựu thủ tướng chống đỡ thế nào được. Nếu sáng suốt, Ba Dũng nên khuyên Nghị rời xa quỹ đạo của thủ tướng Chính, bởi nếu xem Phạm Minh Chính là sinh mạng chính trị thì Nguyễn Thanh Nghị khó có cơ hội phát triển sự nghiệp, vì đến lúc này Phạm Minh Chính gần như không có cửa thắng. Chính trường ngày một nóng hơn, trận chung kết Tô Lâm Phạm Minh Chính cũng sắp diễn ra. Lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước lớn đã ngửi thấy mùi chẳng lành, tháo chạy tán loạn. Còn Nguyễn Thanh Nghị thì sao? Tháo chạy khỏi Phạm Minh Chính hay trụ lại, làm cánh tay đắc lực cho ông Thủ tướng? Chưa biết cha con nhà Nguyễn Tân Dũng chọn cách nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Ba Dũng tái xuất giang hồ, thúc Nghị húc đầu vào Tô Lâm hay kéo Nghị rời xa Thủ tướng Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de